Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào một cái dự án Aerob đến từ tựa game NFT Orbit Town. Để tham gia vào kèo Aerob này thì anh em sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi các bạn nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến cái giao diện ở trên Telegram. Thì các bạn sẽ thấy có cái phần đó là link tham gia, thì các bạn nhấn vào cái phần Aerob này để chúng ta bắt đầu. Thì trước khi hướng dẫn tham gia Aerob thì mình sẽ thông qua một số các cái thông tin. Đó là trong cái dự án Aerob này thì chúng ta sẽ nhận được là cái đồng token TAU 6 đô, tương đương với khoảng 6 đô. Đấy, và sẽ có 3.000 suất random và 100 suất dành cho top rapper. Cái dự án Aerob thì sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 1 năm 2021. Còn cái ngày kết thúc thì hiện tại đây mình vẫn chưa update được cho anh em. Đấy, thì cái thời gian kết thúc thì có lẽ là nó đầy chỉ tiêu thì nó sẽ kết thúc. Ok, thì đầu video thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia Aerob và cuối phần sau thì mình sẽ review cho anh em thêm một chút cái thông tin về cái dự án này. Ok, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần link tham gia Aerob. Thì đối với kèo này thì chúng ta cũng làm khá đơn giản thôi. Đầu tiên ấy, các bạn sẽ nhấn vào nút Start để chúng ta bắt đầu chat với bot. Ở đây các bạn nhấn tiếp cho mình cái phần Continue. Ở phần này thì chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính này. Đó, các bạn thực hiện phép tính. Sau đó chúng ta sẽ điền cái kết quả ra và nhấn Enter. Tiếp theo nó sẽ hiện lên cho các bạn các cái nhiệm vụ ở đây. Thì nhiệm vụ của con này thì cũng khá đơn giản. Chúng ta sẽ join vào kênh Telegram Group của dự án này. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ join vào kênh Channel của dự án. Tiếp theo là các bạn sẽ điền cái follow trang Twitter và retweet pinbot. Thì đây các bạn sẽ mở cái trang Twitter của dự án ra. Đó, thì đây nó sẽ chuyển hướng cho chúng ta đến cái trang của Orbital. Thì các bạn sẽ follow con này. Đó, sau đó các bạn sẽ thả tim, sau đó retweet cái bài này về nhá. Hiện tại thì cái bài này mình retweet rồi, đây là mình không làm lại nữa. Còn ở đây nếu mà chúng ta chưa làm thì các bạn retweet về. Ở đây thì nó yêu cầu không yêu cầu tác thẻ bạn bè, nên là các bạn chỉ cần retweet về là được. Rồi, sau đó thì các bạn chỉ cần nhấn đăng. Tiếp theo chúng ta nhấn tiếp vào phần đăng. Và ở đây thì các bạn sẽ khai báo cho mình cái username Twitter. Thì để lấy username Twitter thì các bạn sẽ vào lại cái trang Twitter này. Chúng ta vào phần profile. Ở phần này thì các bạn sẽ copy cho mình cái đường link Twitter cá nhân của chúng ta. Sau đó các bạn username cá nhân, sorry là đường là cái username nhé, chứ không phải đường link. Sau đó các bạn sẽ dán vào đây nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ join vào kênh channel của dự án. Đấy, là là cái kênh đối tác của dự án là kênh Official Aerob 6. Đó, và các bạn nhấn vào phần đăng. Cuối cùng là các bạn sẽ điền địa chỉ ví BEP 20. Thì với địa chỉ ví BEP 20 thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví main MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Đó, sau đó các bạn dán vào đây và nhấn Enter. Đó, và cuối cùng thì nó sẽ cho các bạn một cái đường link rep. Bây giờ thì các bạn có thể copy cái đường link rep chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia, để các bạn có thể nhận được thêm token đến từ dự án, hoặc là chúng ta có thể tham gia đua top. Còn đối với những cái bạn mà chúng ta không mời bạn bè thì cũng không sao nhé. Chúng ta sẽ ăn được, nếu các bạn may mắn thì chúng ta sẽ ăn được ở trong cái suất random đến từ dự án. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ review cho anh em một chút thông tin về cái dự án game NFT này. Thì đây là cái website chính thức của nó. Thì đây một con game, như các bạn có thể thấy đồ họa của con này khá là đẹp. Đấy, ở đây có ba cái nguyên tố, giống như có cái ba nguyên tố này, lửa này, rồi là nước, rồi đất. Đấy, thì ở đây mình sẽ thử click vào nhé. Đây thì chỉ có một số cái phần demo như thế này thôi. Rồi, thì ở trong cái tựa game này thì chúng ta sẽ cần phải mua các cái trứng, và những cái trứng của chúng ta sẽ nở ra những cái con NFT như thế này. Đấy, đồ họa của con này cũng khá là đẹp. Thì trứng thì nó sẽ có gồm 6 hệ theo 6 cái nguyên tố cây, nước, lửa, đất. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ tiến hành trang bị cho các cái nhân vật NFT của chúng ta một số cái vật phẩm như là cánh này, kiếm này. Đấy, sau đó thì sẽ đưa đi chiến đấu. Thì đây cũng là một cái tựa game chiến đấu, nhưng mà cái đồ họa của con này thì mình đánh giá nó khá là đẹp. Đó, hiện tại thì ở trên game này thì cũng có cái phần đã có một số cái phần như các bạn có thể thấy, một số cái phần mà chúng ta cần phải tham khảo qua, ví dụ như là nhiệm vụ hàng ngày này, thì nơi các bạn có thể hoàn thành các cái nhiệm vụ, tham gia các cái cốt truyện, các cái phó bản ở trong game để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và nhận token. Rồi là câu hỏi hàng tuần giúp các bạn, cũng có thể giúp các bạn kiếm tiền. Ngoài ra thì có các cái tính năng tòa tháp là cái phần mà giúp các bạn có thể chúng ta đi chiến đấu từ cái map ở trong cái tựa game.
rồi là tính năng bang hội có thể cho chúng ta tạo các cái clan, các cái guild đấy để chúng ta có thể là chơi cùng những người chơi khác và thành lập một cái cộng đồng ở trong game. Đấy, tiếp theo là về hero thì chúng ta sẽ có mỗi người chơi bắt đầu cuộc hành trình của mình với ba hero, thì những cái con NFT của chúng ta nó sẽ gọi là hero. Đấy thì các bạn sẽ đưa nó đi chiến đấu. Đấy, tức là khi mà các bạn muốn tham gia game thì với con game này thì chúng ta sẽ cần phải mua ba cái quả trứng để các bạn có thể bắt đầu tham gia. Đấy, ngoài ra thì còn có một số tính năng như là cửa hàng tồn kho, rồi là cửa tiệm nơi lưu trữ tất cả các cái vật phẩm của các bạn. Rồi thì ở phần roadmap của dự án thì hiện tại dự án đang đi tới cuối quý 4 năm 2021 và đầu quý 1 năm 2022, thì hiện tại đang ra các cái tính năng PVE rồi là thị trường NFT. Đấy. Và tiếp theo là về cái phần team sáng lập, đội ngũ sáng lập, thì đây đội ngũ sáng lập đến từ mình thấy đây là đến từ team Việt Nam. Đó, và đều public, tất cả các khuôn mặt đều public tất cả các thông tin ở đây. Nói chung đây cũng là một cái dự án khá ok, và đây mình xem thử nào. Hiện tại thì không biết là đã mở bán IDO hay chưa, bởi vì mình cũng chỉ mới tham gia Aerobe, cũng chưa tìm hiểu sâu về con này. Đấy, nhưng mà cái dự án này thì mình đánh giá cũng khá ok. Rồi. Thì đây một số cái gương mặt ở trong cái dự án này thì các bạn có thể check qua thông tin của từng người. À, về đối tác thì chúng ta có LD Capital, có Coiku Venture, có X21, có Hub, có Dell Network, có Monster Box, rồi là có MXG, có AU21 Capital, có Radar. Đấy thì nói chung đây một cái dự án ok nhá. Thì có thể sắp tới ấy, thì sẽ có cái đợt IDO của cái dự án này. Hiện tại thì lộ trình ở đây thì mình không thấy cái phần là mở bán IDO. Nhưng mà mình nghĩ sắp tới thì sẽ có, nếu mà nó chưa IDO thì sắp tới là chắc chắn là sẽ có mở một cái đợt IDO. Đấy. Rồi, về cái phần tokenomics thì ở đây tổng cung của con này là 1 tỷ token. 1 tỷ token và sẽ phân bổ theo cái phần vòng các cái vòng bán chiến lược sẽ có 2 vòng. Private sale cũng có 2 vòng. Đấy, public sale là 2%, ecosystem 18%, advisor 4%, play to earn 25%, staking 15%, development 3% và core team là 15%. Đấy, thì những cái vòng dành cho vòng bán chiến lược này thì các bạn thấy là nó sẽ bị khóa trong vòng 6 tháng, sau đó thì mới mở tiếp là 26, trong 26 tháng sau thì bắt đầu mới vesting từ từ, mới mở khóa từ từ. Đấy, tương tự với cái vòng bán thứ hai thì nó sẽ khóa trong vòng 4 tháng, sau đó 20 tháng, 22 tháng tiếp theo thì sẽ mở khóa từ từ. Đối với cái đội ngũ core team thì cũng bị khóa 12 tháng, sau đó là 24 tháng sau mới bắt đầu là cho vesting từ từ. Đấy thì có thể nói đây là một dự án với cái tokenomics như thế này, có thể khẳng định là một cái dự án đường dài. Rồi ok. Đó thì nói chung các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái dự án thì chúng ta có thể vào cái white paper ở phía trên, chúng ta có thể vào cái trang website mình sẽ để dưới phần mô tả này. Các bạn có thể vào cái phần doc này. Đấy để chúng ta cập nhật thêm một số thông tin. Còn đây là video này thì mình chủ yếu là hướng dẫn anh em tham gia Aerobe, và sau đó thì tiện thể thì review cho anh em thêm một số thông tin, cũng như là mình có thể update thêm một số cái thông tin về các cái dự án. Đấy, làm Aerobe được cái là mình tiếp cận được với rất là nhiều cái dự án, nên là có thể là sẽ mở mang được cái tầm hiểu biết của mình. Rồi ok, và cái video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.